Chào các bạn, mình là bác sĩ Ngọc và ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn 4 động tác massage giúp cho tóc của chúng ta dày hơn ngay cả khi mà chúng ta làm những động tác đấy tại nhà. Có rất là nhiều người chúng ta đang lo lắng về việc mà cái hiệu quả của cái việc massage liệu nó có tác dụng đối với việc mọc tóc hay không. Thì trước giờ chúng ta sẽ nghĩ là khi mà chúng ta massage nó có thể làm cho cái lưu thông ở trên cái mạch máu và dẫn đến cái chất dinh dưỡng đến cái sợi tóc nó tốt hơn. Tuy nhiên thì người ta cũng có những cái nghiên cứu về cái việc mà tác động của massage lên cái việc mà mọc tóc cũng như là làm cho tóc nó dày lên. Thì người ta thấy là cái việc mà chúng ta massage chuẩn hóa nó có thể là tạo ra cái lực kéo căng thẳng lên các tế bào nhú da ở mô dưới da. Và từ đấy nó làm cho sợi tóc của chúng ta trở nên dày hơn cũng như là mọc lên nhiều hơn. Có một cái nghiên cứu tại Nhật Bản được tiến hành năm 2016 ở trên dựa trên những cái động tác massage ở trên da đầu của chúng ta ấy. Lát nữa bác sĩ Ngọc sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta làm nó như thế nào. Thì trong cái nghiên cứu đấy thì người ta mới nhận thấy là đó là sau 24 tuần khi mà làm liên tục những cái động tác massage đấy, mỗi ngày dành ra 3 phút để mà làm những động tác massage đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái báo cáo này tóc nó dày lên đáng kể. Tức là cái sợi tóc của chúng ta nó sẽ dày lên so với ban đầu. Chúng ta sẽ thấy so sánh giữa cái tuần thứ 0 và cái tuần thứ 24, chúng ta thấy có sự khác biệt rất là lớn về cái độ dày của tóc. Và đây chính là cái bằng chứng để cho chúng ta thấy là cái việc massage nó sẽ làm cho tóc của chúng ta sẽ trở nên dày hơn. Tuy nhiên thì trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy là đó là cái sự mà mọc lên ấy, thì nó không có sự khác biệt. Tức là cái sợi tóc dày hơn thì có, nhưng mà cái việc mà mọc tóc nhiều hơn thì lại không có sự khác biệt. Và sau đó thì vào năm 2019 thì người ta tiếp tục người ta làm một cái nghiên cứu sâu hơn nữa để mà xem là liệu cái hiệu quả. Và lúc này ấy, thì cái nghiên cứu này thì người ta làm cái thời gian massage nó sẽ là lâu hơn. Ở cái nghiên cứu trước là trong vòng 3 phút mỗi ngày và trong vòng 24 tuần. Thì ở cái nghiên cứu này thì người ta làm là trong vòng 20 phút mỗi ngày. Thì người ta thấy là có sự cải thiện rất là rõ về cái việc mọc tóc. Tức là ngoài cái việc mà sợi tóc nó dày lên thì nó làm cho cái việc mà mọc tóc nó cũng sẽ là nhiều lên sau một thời gian. Và chúng ta sẽ thấy là có một số hình ảnh của những khách hàng mà người ta đã làm những cái động tác massage như thế này. Và đấy chính là cái bằng chứng cho chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta massage nó giúp cho tóc của chúng ta sẽ là mọc lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái động tác massage của chúng ta khi mà chúng ta tác động ở trên cái da đầu của chúng ta. Một số nguyên tắc khi mà chúng ta làm massage là như thế này. Đó là khi mà chúng ta dùng tay, thường là chúng ta sẽ dùng đầu ngón tay của chúng ta để làm những cái động tác massage như thế. Và khi mà chúng ta làm động tác massage ấy, thì chúng ta hạn chế cái việc mà di tay nhiều quá. Tức là chúng ta sẽ đặt các đầu ngón tay lên trên da đầu của chúng ta. Và chúng ta di ở cái vùng da đầu đấy, chúng ta sẽ có cảm giác như là cái da ấy nó sẽ di theo cái ngón tay của chúng ta. Ngón tay này nó sẽ là cố định và cái da nó sẽ là di, chứ không phải là ngón tay di. Bởi vì khi mà chúng ta cái động tác mà ngón tay di như thế này ấy, thì có thể nó sẽ là làm cho một số những cái sợi tóc ở giai đoạn 3 của tóc nó sẽ dễ bị rụng hơn. Thì đấy là cái nguyên tắc của chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có 4 cái động tác, và 4 cái động tác massage này người ta đưa vào trong nghiên cứu nha, chứ không phải là bác sĩ Ngọc tự nghĩ ra để mà chúng ta làm. Và khi mà chúng ta làm theo 4 động tác massage như này, cái quy trình ở đây là chúng ta sẽ làm nó trong vòng 20 phút mỗi ngày. Thực sự mà nói là có rất là nhiều người chúng ta sẽ không theo được 20 phút, thì tùy, mọi người có thể là làm tầm 5-10 phút cũng được. Bởi vì ở cái nghiên cứu trước chúng ta thấy là trong vòng 3 phút mỗi ngày nó đã cho chúng ta thấy cái hiệu quả rõ về cái việc mà sợi tóc nó dày lên. Còn nếu như mọi người làm lâu hơn thì nó sẽ cho thấy cái hiệu quả ngoài cái việc mà sợi tóc nó dày lên, thì cái mật độ của sợi tóc nó cũng sẽ là nhiều hơn so với những cái sợi tóc mà chúng ta không có động tác massage đấy. Thì 4 cái động tác massage này ấy, thì chúng ta sẽ có cái động tác đầu tiên, người ta gọi là cái động tác mà làm ấm ở trên vị trí. Tức là nó giống như là chúng ta khởi động thôi. Thì lúc này mọi người sẽ dùng các đầu ngón tay của chúng ta, chúng ta sẽ tập trung vào những cái vị trí tóc mà chúng ta bị rụng. Ví dụ như nếu như mà chúng ta rụng tóc ở đỉnh đầu, đây là một trong những cái dấu hiệu mà hay gặp phải đối với phụ nữ ở cái giai đoạn mà tiền mãn kinh, thường hay là rụng tóc ở đỉnh đầu. Thì chúng ta sẽ tập trung vào cái việc mà massage ở cái vùng đỉnh đầu. Sẽ có những trường hợp mà chúng ta sẽ là rụng tóc ở cái vùng trán thì chúng ta tập trung vào vùng trán thôi, chứ cũng không nhất thiết là chúng ta sẽ làm toàn bộ cả cái đầu của chúng ta. Khi mà chúng ta thực hiện cái động tác ấy, thì chúng ta sẽ đầu tiên, cái bước đầu tiên của chúng ta là đó là làm ấm. Chúng ta sẽ dùng đầu ngón tay của chúng ta, ví dụ như là bác sĩ Ngọc sẽ hướng dẫn cho mọi người ở hai bên thái dương này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ dễ hơn. Thì chúng ta sẽ dùng các đầu ngón tay, chúng ta sẽ di ở trên những cái vùng da đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ di nhưng mà cố định da với tay nhá, để làm chúng ta sẽ có cảm giác là cái da nó sẽ là
gì chứ không phải là tay gì. Mọi người sẽ hình dung như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy là toàn bộ như này. Thì chúng ta sẽ dành ra, nếu như mà cái quy trình mà chúng ta là 20 phút thì chúng ta sẽ dành ra tầm 5 phút để làm những động tác như này. Thực sự mà nói là nếu như mà chúng ta ngồi xem phim hoặc chúng ta làm gì đấy mà chúng ta làm những động tác như này thì nó cũng thư giãn rất là tốt cho chúng ta. Chúng ta sẽ dùng những cái đầu ngón tay, chúng ta sẽ gì như thế này. Thì đấy là cái động tác đầu tiên, là những cái động tác liên quan đến nó gọi là làm ấm hay là khởi động thôi. Mọi người có thể là nhìn ở trên tay thì nó sẽ là dễ hơn. Chúng ta sẽ nhìn trên tay của bác sĩ Ngọc đấy ạ. Chúng ta sẽ thấy là cái ngón tay nó chạm vào da và nó sẽ là di cùng nhau, chứ không phải là da chà sát, ngón tay chà sát lên da của chúng ta. Thì đấy là cái động tác đầu tiên. Mọi người có thể là làm tầm khoảng cỡ 3 cho đến 5 phút với cái động tác này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái động tác thứ hai của chúng ta. Ở đây cái nguyên lý của cái cơ chế nó sẽ tác động lên cái sợi nhú ở cái sợi tóc ấy, tế bào nhú ở sợi tóc, để làm kích thích cho cái việc mà sợi tóc nó mọc lên. Và người ta sẽ tác động bằng cách là tạo ra những cái lực mà co giãn ở cái da đầu của chúng ta. Thì đối với cái động tác thứ hai này ấy, thì chúng ta gọi nó là cái động tác mà véo trên cái da đầu. Thì cái này mọi người sẽ có thể là dùng một tay của chúng ta. Nó giống như là chúng ta sẽ nhìn trên tay, chúng ta sẽ véo da như này. Chúng ta sẽ véo như này. Ở đây trên tay chúng ta là véo trên da tay chúng ta. Có lẽ là trên da tay thì nó sẽ là dễ hơn, nhưng mà trên đầu ấy thì nó sẽ là khó véo hơn, bởi vì cái da nó sát với đầu, chúng ta sẽ khó véo. Thì chúng ta vẫn có thể làm được cái động tác như thế. Chúng ta có thể là cầm nhiều hơn cái phần da đầu, mọi người sẽ véo như này. Nhưng mà nhớ là cái ngón tay và da đầu nó sẽ phải cố định, tránh trường hợp nó sẽ di động nha. Chúng ta sẽ cầm như này và chúng ta sẽ véo, véo ở cái vùng da đầu của chúng ta. Mọi người có thể là dùng từng ngón tay một ở hai bên, tức là ngón cái cộng với ba đầu ngón tay này, để chúng ta sẽ véo như này. Đây là một cách đầu tiên. Chúng ta có thể là làm như thế này. Chúng ta sẽ có một cái động tác thứ hai nữa, mục đích để làm kéo hai cái da này nó sẽ kéo vào nhau. Chúng ta sẽ có một cách nữa là chúng ta sẽ dùng các đầu ngón tay của hai bàn tay để chúng ta sẽ làm đẩy nó vào trong, tức là vẫn đưa cái vẫn cố định cái da nha, và sau đó thì chúng ta sẽ đẩy vào trong như này. Tránh trường hợp nó sẽ trượt trên sợi tóc, mọi người sẽ nhớ nha. Chúng ta không được để cho cái tay của chúng ta trượt trên tóc như này, mà chúng ta chỉ đặt ở trên này và để cho cảm giác như da nó trượt, chứ không được là để tay trượt trên da. Bởi vì khi mà tay trượt trên da ấy, thì có thể nó dẫn đến tình trạng là rụng tóc. Thực ra cái này thì là nó cũng không quá khó để mọi người làm. Thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ là dùng hai cái đầu ngón tay như thế này để chúng ta sẽ ép vào. Thì nó cũng sẽ là chúng ta sẽ làm cái động tác này tầm khoảng cỡ 5 phút. Chúng ta sẽ ép vào như thế này. Thì đấy là cái động tác thứ hai mà chúng ta cần làm trong quá trình mà chúng ta massage ở cái vùng da đầu của chúng ta. Cũng rất là dễ chịu, mọi người làm những cái này thì cũng rất là dễ chịu. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái động tác thứ ba của chúng ta nữa. Đó là chúng ta có động tác là đẩy nó vào trong rồi đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ véo nó vào trong. Thì có động tác thứ ba của chúng ta, đó là kéo giãn nó ra ngoài. Kéo giãn nó ra ngoài thì mọi người sẽ hình dung như chúng ta sẽ làm ở trên cái tờ giấy này chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta cái động tác thứ hai chúng ta là đẩy nó vào trong như này nhỉ. Cái động tác thứ hai là chúng ta sẽ kéo nó ra ngoài như này. Thì bây giờ mình sẽ làm cái động tác chúng ta sẽ nếu kéo ra ngoài ấy, thì dùng một tay ấy, thì nó sẽ rất là khó. Véo vào thì một tay thì chúng ta được, nhưng mà đối với kéo ra ngoài động tác thứ ba thì chúng ta sẽ phải dùng hai tay của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đặt hai tay sát vào nhau và bắt đầu chúng ta sẽ kéo. Mọi người sẽ kéo ra, kéo, cố gắng là để cái đầu ngón tay và da nó sẽ phải cố định, và chúng ta sẽ kéo để cho cái da nó sẽ di, chứ không phải là đầu ngón tay di trên da. Mọi người sẽ nên nhớ cái điều đấy, bởi vì cái da giữa cái da đầu của chúng ta với cái xương ấy nó sẽ là di được. Mọi người sẽ làm những cái động tác này, tùy chúng ta khi mà chúng ta làm nha, thì chúng ta rụng tóc ở đâu thì chúng ta sẽ là làm động tác ở đấy. Thường mọi người sẽ làm hay ở trên đỉnh đầu như này, thì chúng ta có thể là cầm như này. Mọi người có thể là dùng cả cái tay như này để chúng ta ôm ở toàn bộ cái đầu, để chúng ta sẽ kéo ở cái vùng đỉnh đầu của chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái động tác này tầm khoảng cỡ 5 phút nữa. Đối với cái động tác mà kéo như này, ở đây là cái quy trình mà chúng ta làm là 20 phút. Thì mỗi một động tác là chúng ta sẽ làm tầm khoảng cỡ 5 phút để chúng ta sẽ làm. Nếu như mà chúng ta không có thời gian thì chúng ta có thể là rút ngắn, bởi vì trong một cái nghiên cứu thì người ta thấy là chỉ làm 3 phút thôi là cũng đã làm dày cái sợi tóc rồi. Còn mọi người muốn cho cái việc mà cái tóc nó mọc lên nhiều hơn thì chúng ta sẽ làm lâu hơn. Thì đấy là cái động tác thứ ba của chúng ta, là cái động tác mà kéo ở trên cái da đầu của chúng ta. Chúng ta có một cái động tác thứ tư nữa thì chúng ta gọi là cái động tác day. Thì ở đây ấy, thì mọi người sẽ dùng chúng ta sẽ nắm, mọi người sẽ nhìn cái tay của bác sĩ Ngọc như này, chúng ta sẽ nắm co lại như này, và chúng ta sẽ dùng toàn bộ cái phần này
để mà chúng ta day ở trên cái da đầu của chúng ta. Nguyên tắc của chúng ta là gì? Đó là chạm toàn bộ cái vùng này vào cái vùng da đầu và cố định cái vùng này với da đầu, chứ không phải là di ở trên da đầu, mà chúng ta đặt lên trên này, nó giống như đặt lên da này và chúng ta day như thế này. Thì chúng ta sẽ gùng hai bên như thế này, và mọi người sẽ nhìn bác sĩ Ngọc là, và chúng ta sẽ day như thế này. Mọi người nhớ nguyên tắc là chúng ta không được trượt trên cái da đầu nhé. Phải để cho cái tay và cái da đầu nó sẽ là cố định. Và chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành cái việc mà day như thế này. Và chúng ta làm cái động tác này tầm khoảng 5 phút nữa. Và đấy chính là một cái quy trình trong 20 phút để mà chúng ta có thể tác động ở trên cái da đầu của chúng ta. Về nguyên tắc thì nó sẽ là có hai cái cơ chế để nó làm cho cái sợi tóc của chúng ta nó có thể là mọc lên cũng như là nó sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn. Thứ nhất, nó sẽ là làm lưu thông cái mạch máu. Cái thứ hai ấy, cái việc mà tác động ấy co và giãn như thế nó sẽ kích thích vào những cái tế bào nhú ở vùng sợi tóc ấy. Nó làm cho cái sợi tóc nó trở nên dày hơn cũng như là kích thích cho cái sợi tóc nó sẽ là mọc nhiều hơn. Và đây là những cái nghiên cứu nó đã được làm rất là nhiều ở trên thế giới và có những cái cơ sở khoa học để cho cái việc mà sợi tóc nó mọc theo. Thì mọi người cũng có thể là làm theo những cái động tác này, nó sẽ là giúp cho chúng ta tóc có thể là mọc dày hơn cũng như là mọc nhiều hơn ở trên da đầu của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể là kết hợp giữa cái việc mà động tác massage này với một số những sản phẩm. Bởi vì nếu như là ở trong cái nghiên cứu ấy thì người ta cho thấy là gì? Đó là người ta chỉ làm đơn thuần thôi, tức là mỗi một mình cái động tác massage thôi thì đã cho cái hiệu quả như thế rồi. Tuy nhiên thì nó cần có một cái thời gian khá là dài, tức là đâu đấy tầm khoảng 24 tuần, khoảng 6 tháng gì đấy. Còn nếu như mà chúng ta kết hợp vào một số những sản phẩm xịt, chúng ta có thể là uống bổ sung những cái vitamin dành cho tóc, hay là chúng ta có những sản phẩm gội đầu cộng với cái động tác massage như thế này ấy, thì có thể nó sẽ là giúp cho cái hiệu quả của chúng ta sẽ được tốt hơn. Hy vọng là sau khi mà mọi người xem xong cái video này, chúng ta hãy cố gắng thử làm, bởi vì ít nhất nó cũng là làm cho chúng ta thư giãn ở cái da đầu của chúng ta. Cái thứ hai nữa, nó có thể là giúp cho cái sợi tóc của chúng ta có thể là mọc dày hơn cũng như là mọc nhiều hơn, để mà có được một cái mái tóc chúng ta trở nên đẹp hơn. Ok, có bất kể những câu hỏi nào, các bạn có thể là comment xuống ở cái video này. Bác sĩ Ngọc sẽ làm những video tương tự để có thể là trả lời cho mọi người. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.